Hôm nay xem như chúng ta đã nhặt được mạng về. Là thằng đó nhặt được mạng về. Mày không nghĩ xem, tại sao tao chỉ dẫn một tiểu đội? Tại sao? Nếu tao thực sự muốn hắn chết, sau này làm sao đối diện với quả phụ? Đại ca, không ngờ anh lại biết đường để lui. Cố mà học. Có phải sau này làm chuyện gì cũng nên chừa đường lui? Là sao chứ? Hôm nay bác Lộ không dồn chúng ta vào chỗ chết thì có qua có lại. Có phải sau này chúng ta cũng nên mắt nhắm mắt mở, Tiểu Lục? Bây giờ người Nhật đã nghi ngờ chúng ta. Một nhúm tóc còn ở bên cạnh chúng ta, mắt nhắm mắt mở với bác Lộ. Khác gì chơi với lửa, nói không chừng còn bị thiêu chết. Vậy chúng ta đối phó với bác Lộ làm sao đây? Cả một tiểu đội của chúng ta không bắt nổi một thằng bác Lộ. Nếu thực sự đối phó với chúng, chẳng khác nào tìm đường chết. Vậy ý của anh là gì? Nói thật với mày, mày đừng nói cho ai biết. Giờ đại ca chẳng có ý gì hết. Đi được bước nào thì hay bước ấy. Quan trọng nhất là không khoa môi múa mép trước mặt một nhúm tóc và Thôi Béo, để chúng biết chúng ta thả bác Lộ thì phiền phức. Đại ca, em có ý này. Em nghi là Thôi Béo sắp xếp Tiểu Cửu làm tay mắt canh đại ca. Đại ca, một mũi tên trúng hai con nhạn, cứ làm theo lời của mày. Truyền kỳ à, tại sao cậu không đánh đám Bân Ngụy? Bất kể ra sao, hôm nay Tổ Bất Động là ân nhân của chúng ta. Sợ rằng không chỉ vì nguyên nhân này, còn nguyên nhân gì nữa? Giết Quân Ngụy thì có là gì? Muốn giết thì phải giết Quỷ Nhật. Truyền kỳ gì của cậu nói đúng hay không? Đúng. Xem ra em hiểu. Cậu cháu trai này nhiều quá đó chứ. À phải rồi, chúng ta phải ở đây bao lâu? 10 ngày nửa tháng. Tới khi nào Tôn Nhị Oa chuẩn bị giao ban cho con hạ được lô cốt giảo đầu oa, chúng ta sẽ rời khỏi. Rời khỏi đây rồi đi đâu chứ? Đương nhiên là tìm bộ đội. Em muốn tìm anh Lưu. Dì nói đúng. Dì cậu nói cái gì mà không đúng? Tôi đi lấy củi. Tiểu Cửu, cậu nói thật không? Thật mà. Sáng sớm mai Dư Tiểu Lục dẫn anh em tố cáo anh với người Nhật. Nghe nói chúng tố anh biết nhà quả phụ có lối đi bí mật mà niệm tình giấu giếm thả bác Lộ đi. Tên khốn Dư Tiểu Lục. Sao tôi biết được nhà quả phụ có lối đi bí mật? Dư Tiểu Lục còn nói đại đội trưởng Thôi và bác Lộ ngấm ngầm liên kết, còn nói vụ mất súng là do đại đội trưởng Thôi và bác Lộ thông đồng. Quả phụ Ngụy Nhị tặng yếm cho anh, chứng minh hai người có gian tình. Quả phụ Ngụy Nhị là người đưa tới giữa đại đội trưởng và bác Lộ. Trời tối vẫn chưa thấy cậu quay về. Chị sốt ruột không yên. Tôi đã NNGHE thấy hết những lời mà chị và cậu nói với nhau. Cô đừng suy nghĩ lung tung. Đây là việc giữa cậu và chị. Tôi nghĩ lung tung làm gì? Tôi thấy chị nói rất đúng. Anh rể đã ra đi 5 năm, chị có quyền đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Trước khi đi, sư phụ đã dặn, nếu sư nương không chịu nổi thì có thể tiến thêm một bước. Nếu sư phụ đã dặn dò thì có gì khó nghĩ? Hoạt động cách mạng còn giữ tư tưởng phong kiến. Ý gì tư tưởng gì? Tư tưởng phong kiến. Tôi thấy
hai người nên phá bỏ rào cản, dũng cảm theo đuổi tình yêu. Sao tôi càng nghe càng không hiểu? Theo đuổi cái gì? Rào cản cái gì? Đương nhiên là cậu và chị. Cô đừng gắn ghép lung tung. Tôi đã có ý trung nhân. Cậu đừng ngại ngùng nữa. Tôi nhìn ra được, bà con ở Tiểu Vương Trang cũng nhìn ra được. Ý trung nhân của cậu chính là chị, không phải thật tôi. Truyền kỳ sao mặt cậu đỏ như là mông khỉ vậy. Tại giữa hè lại đốt than nóng. Thế cậu đi nghỉ đi, để tôi nướng nướng xong sẽ gọi cậu. Trung đội trưởng. Trung đội trưởng. Đội phó Tần mời vào. Xin chào. Là sao đây? Không sao hết, ngủ không được nên tìm trung đội trưởng để nói chuyện. Ông có chuyện gì đúng không? Tôi muốn làm rõ một chuyện với trung đội trưởng. Người anh em tôi thiếu đòn đáng lẽ không nên nói dối trước mặt trung đội trưởng. Cái yếm này không phải quả phụ tặng mà là tiện ta lấy trong nhà của trong lần ta đi cùng ngài Hashimoto và đại đội trưởng thôi. Điều tra về vụ tên bắt lội bị thương. Tôi nhớ hôm đó ông thể với trời, cái yếm đó là quả phụ tặng cho ông. Hình như vừa mới chiều nay thôi. Tôi thiếu đòn không nên nói dối trước mặt trung đội trưởng. Được rồi. Có gì ngồi xuống rồi nói. Dạ được. Mau lên. Báo cáo chỉ đạo viên tiểu đội trưởng quân Ngụy Lưu Tường bỏ trốn bị bắn hết. Mau đem những món đồ của quân Ngụy cướp của dân làng trả lại cho họ. Thẩm tra những món nợ máu của quân Ngụy, tra được vụ nào phúc thẩm vụ đó. Vâng. Anh Truyền Kỳ, em đã nghe ngóng được. Ngày mai là ngày đại thọ của 40 tuổi của Thôi Béo. Quân Ngụy tại căn cứ điểm đều tới huyện Thành An Thị. Nghe nói còn mời cả gánh hát dân gia bang. Ngày mai à? Xem ra tôi phải vào thành một phen. Anh vào làm gì? Đương nhiên là đi chúc thọ Thôi Béo. Đồ tôi bảo cậu chuẩn bị, phải chuẩn bị trước khi tôi quay về tối mai. Sau khi tôi quay về từ huyện thành, vở kịch hay của chúng ta có thể mở màn. Được, đồ anh bảo em chuẩn bị đã gần đủ, đã gần đủ. Anh Truyền Kỳ, hay là em cùng anh tới huyện thành tiện diễn tiếp ứng. Khỏi. Hai thằng đàn ông tới huyện thành còn ra hệ thống gì, chỉ khiến người khác hoài nghi. Tôi dẫn Từ cô nương đi. Hứa cái gì mà hứa, mua ốc ăn đấm à? Cậu nghĩ chúng tôi đến huyện thành chơi à? Chúng tôi đi gửi thư chiến cho quỷ Nhật. Hại chiến thư. Đúng, nói cho bọn chúng biết. Ông đây muốn phá sập lô cốt giảo đầu oa. Chúng ta sắp tới nơi. Cô nhớ những lời tôi đã nói không? Nhớ rồi. Tôi là cháu ngoại của bà chủ bánh ngọt Thụy Ký, tên là Thúy Cúc. Một là thăm gì, hai là lấy bánh ngọt đã đặt. Ông chủ tiệm bánh Thụy Ký là anh họ của Thôi Béo. Nếu nhìn thấy quân Ngụy giáp thành thì không cần tử tế với chúng. Tôi nói đúng chứ?
Được lắm, có gì cần chú ý không? Không có, rất giỏi. Cậu định hại Chiến Thư với bọn chúng thật à? Không hại Chiến Thư thì không hại nổi Lô Cốt Giảo Đầu Oa. Tại sao? Tại sao, tại sao? Cô thành bà vợ ở huyện Đông Phần sao? Tôi học gì ra cái đó? Tiếng Đông Phần nửa mùa của cậu mà đóng giả con rể Thái Nguyên thì lộ chắc. Tôi chưa lấy chị em nào ở Thái Nguyên thì cần gì học tiếng Thái Nguyên? Mày qua đây. Đi. Hai người này đứng lại đợi đã. Đi đâu đây? Thưa ông, chúng tôi vào thành. Phí lời hỏi vào thành làm gì? Vào thành thì còn làm gì thăm người thân? Nói bừa giờ này còn thăm người thân. Dân Pháp ở đâu gặp người thân cần phải xem ngày. Cô mày thích thăm ngày hôm nay thì sao? Ông mày giữ thành nửa năm mà còn chưa gặp người đàn bà nào hóng hách như mày. Xuống ngay cho ông. Ngài ơi, ngài bớt giận đừng nóng. Bà cô này được nuông chiều từ nhỏ, không biết cách nói chuyện, mong ngài tha thứ. Nhắm mắt cho qua. Nào nào, chúng tôi đi thăm người thân thật. Bà chủ tiệm bánh thủy ký ở phố Bắc Đại là cô ruột của vợ nhà tôi. Cái đồ vô dụng chẳng qua cái hồn gì, nhiều lời với chúng làm gì, lấy thuốc về đây. Thì ra là người thân của đại đội trưởng, thất lễ thất lễ. Tôi có mắt như mù, không mở mắt ra mà nhìn. Còn không vào thành là không kịp bữa trưa. Được thế, chúng tôi đi nha. Thật lòng xin lỗi, gần đây Bác Lộ tăng cường hoạt động, lại còn vừa hạ đội cảnh Lưu Gia Doanh. Đại đội trưởng Thôi dặn chúng tôi phải canh gác nghiêm ngặt, ai ra vào cũng phải kiểm tra kỹ. Hay là như vậy, để tôi phái anh em đến tiệm bánh ngọt Thụy Ký, thông báo cho họ một tiếng, đưa hai vị vào thành. Ngài ơi, mặt trời lên cao lắm rồi. Ngài nói xem. Hay là tôi phái mấy anh em dẫn hai người tới tiệm, vậy thì sẽ không ảnh hưởng tới bữa trưa của mọi người. Anh thấy như vậy có được không? Đừng làm khó tôi, phải theo mệnh lệnh mà. Mỹ nhân họ Tần là trung đội phó mới nhậm chức tại đội cảnh vệ Tiểu Phương Trang. Trung đội phó Tần. Đội trưởng tới rồi. Trung đội phó Tần gọi tôi à? Không gọi ông còn gọi ai? Chúng ta không quen mà. Ông đúng là quý nhân hay quên. Ngày 15 tháng 8 năm ngoái, chúng ta còn chào hỏi nhau ở tiệm bánh Thụy Ký. Ngài dưỡng tôi cơ mà, tôi là Thúy Cúc đây. Thúy Cúc. Ông vội vàng từ Tiểu Vương Trang là để chúc thọ đại đội trưởng à? Tôi tới Tiểu Vương Trang mà cô cũng biết sao? Đông Phần bé như lòng bàn tay. Con chó nhà Trương Tam đứng trước nhà Lý Tứ còn ngửi thấy muối. Còn ngơ ra làm gì? Còn không mau vào thành. Vào thành vào. Vào. Mau lên, mau lên. Được, cảm ơn, cảm ơn. Mau đem đồ vào cho tôi. Cái này phát hiện ở nhà vệ sinh. Nghe bác sĩ, đây là tranh đồng hương của Lý Đại Húc vẽ. Một đồng hương lại có thể vẽ đẹp tới như vậy. Người này vừa câm vừa điếc. Hơn nữa từ khi Lý Đại Húc dẫn đi thì không thấy đâu nữa. Người đâu? Đã phái người đi tìm rồi, nhưng lạ là chưa gặp được, chẳng nghe ngóng được gì.
Người đồng hương này có thể vẽ truyền kỳ giống tới như vậy, chắc chắn không phải người bình thường. Và lại đột ngột mất tích. Lớn chuyện rồi. Sao cô lại nhận ra tên chó Ngụy họ Tần? Hôm đó chính ông ta đã ức hiếp chị. Thằng khốn dám ức hiếp sư nương. Sớm muộn gì tôi cũng cho hắn đi gặp Diêm Vương. Đại đội trưởng, đại đội trưởng, cất đồ vào trong. Đại đội trưởng, sao ngươi lại quay lại? Tổ bất động nói ngày kia sẽ cấp phát cho quân bảo tôi về huyện thành chúc thọ cho đại đội trưởng. Đây là quà mừng tặng cho đúng phép à? Ngài muốn nhờ nó để phát tài, khác gì chờ mặt trời mọc đằng tây. Để đây, được rồi. Uống rượu mừng rồi thì nhân đêm mà về. Hả, tranh thủ về đêm. Ngài không cho tôi xem dân gia ban diễn kịch à? Tôi hiểu rồi, ngài sợ tổ bất động ngấm ngầm qua lại với Bác Lộ nên muốn tôi theo dõi chỗ cấp phát đồ. Cũng thông minh. Đại đội trưởng, bà chủ tiệm bánh ngọt Thủy Ký có đứa cháu gái tên là Thúy Cúc à? Nhà chị dâu ta hình như có một đứa cháu gái. Sao thấy nó qua lại với Bác Lộ à? Không có. Lúc vào thành tôi có gặp. Gần đây nghe nói Bác Lộ đang hoạt động ở Bắc Phần, hạ không ít cứ điểm của đội cảnh vệ. Lưu Gia Doanh vừa mới mất một tiểu đội trưởng, ngài cũng phải cẩn thận. Ta cần gì phải cẩn thận? Đông Phần thành cao tường dày, trừ phi Bác Lộ lắc cánh mới có thể bay vào được. Cửa thành canh gác nghiêm ngặt, theo lệnh của ngài Hashimoto. Cái ta lo nhất là lô cốt giảo đầu oa. Một khi giảo đầu oa gặp nguy, ngươi nhất định phải thúc giục tổ bất động phải chi viện. Nếu như lô cốt giảo đầu oa gặp nguy, ta và ngươi đều khó thoát. Tại sao vậy? Ở đâu ra nhiều tại sao như thế? Giờ tôi chẳng phải là Bác Lộ chính quy, chứ nói gì đại đội tập huấn. Nói ra vô cùng mất mặt. Tôi thấy là chuyện nâng cao tinh thần chiến đấu này, đáng lẽ nên cho quân Bác Lộ gánh vác. Một là nâng cao khí thế người Trung Quốc, hai là dập tắt cái huy của bọn Nhật. Nói đúng không? Hơn nữa anh ta làm lớn hơn tôi, có gì mà không tốt? Xong rồi à? Cho tôi xem. Cô cười cái gì? Tôi không thể hiểu hết những chữ cô viết. Tôi gật đầu là vì thấy chữ cô viết rất là đẹp. Tôi biết đây là thể chữ Liễu. Đây là thể chữ Nhan Nhan Chân Thanh. Tôi từng nghe qua. Là nữ. Đúng rồi, cậu còn biết gì nữa? Tôi biết rất nhiều. Để tôi nói cô nghe. Ở học đường, nam thì viết thể chữ Liễu, còn nữ thì phải viết cái thể chữ Nhan này. Nam nữ khác nhau không thể nhầm lẫn. Nếu ai sai, thầy sẽ đánh vào tay. Học đường nhà anh mở à? Sao phải phân biệt nam nữ, buồn cười chết mất. Tiểu nhị, tiểu nhị, tới đây. Khách quan có gì sai bảo? Sao đồ ăn của chúng tôi lại chưa tới? Khách quan thông cảm. Hôm nay là đại thọ của đại đội trưởng thôi.
nên đầu bếp của chúng tôi mời tới phủ. Lát xong việc, tôi còn phải đưa dao cho hai đầu bếp. Anh thông cảm một thông cảm. Thế thì giục họ làm đi. Dạ dạ. Đưa dao à? Dán xong cáo thị, cô phải chờ tôi ở cánh trường ngoài thành. Nhớ chú ý an toàn. Cô yên tâm đi. Nhà thôi béo không phải. Hang hầm miệng hổ. Nhưng mà tôi muốn biết Nhan Chân Thanh là nam hay là nữ. Hạ được lô cốt, tôi sẽ nói cho anh biết. Một ngày học một chữ cũng không sao. Sao vậy? Ngây người ra làm gì? Tiểu nhị sao vẫn chưa lên món? Đồ ăn tới đây. Khách quan mời dùng. Khách quan quán chúng tôi có luật. Đủ món thì trả tiền. Anh xem. Đồ ngu cút cho tao. Tin quan trọng. Bác Lộ đúng là bác Lộ. Má lô cốt của Nhật cũng viết chiến thư. Đúng vậy. Lớn bằng này rồi lần đầu tiên được mở mang tầm mắt. Đánh bọn quỷ mà còn phải báo trước, khiến cho bọn chúng gặp phải ác mộng. Bác Lộ đúng là giỏi. Lưu Hàng Thạch đội cốt cán. Rốt cuộc muốn làm gì? Chúc mừng. Chúc mừng đại đội trưởng. Cảm ơn cảm ơn. Chúc mừng đại đội trưởng. Chúc mừng. Mời vào trong. Chúc mừng. Làm gì vậy? Tôi là người làm ở Thiên Hương, tới đây để đưa dao. Người đưa dao tới chưa? Tôi đây có người gọi tôi. Mau lên mau lên. Vâng vâng. Sao vậy? Sao tự nhiên tôi cảm thấy đau bụng quá à? Lừa có trăm cớ lừa. Nhà xí ở bên kia. Vâng. Lát nữa nhớ tới nhà bếp. Tôi còn có chuyện căng. Được được, anh cầm giùm tôi. Mau lên nha. Dạ. Người nào đứng yên. Trung đội phó Tần. Cậu là chồng của cháu gái tiệm bánh Thủy Ký. Sao lại ăn mặc như vậy? Tôi tới đây phụ bếp. Phụ bếp đúng vậy. Đầu bếp ở Thiên Hương Lâu là sư phụ của tôi. Sư phụ cậu là đầu bếp à? Không, chưa thể coi là đầu bếp. Nhưng xét về cấp bậc, tôi cũng là nhân nghiệp dư. Các anh chị em trong nhà không thích viết chữ vẽ tranh thì thích vẽ bàn tính. Từ bé tôi đã thích chiên xào nấu nướng. Khiến ngài chê cười rồi. Ngại quá. Tìm ông mãi. Ông đã nói với đại đội trưởng chuyện mà lần trước tôi nhắc chưa? Chuyện gì chứ Vương Thiện Nhân? Chuyện phái một tiểu đội đến trang của chúng tôi. Năm ngoái đã nói rồi, sao bây giờ chưa thấy gì hết? Tôi chưa kịp lo vụ này. Không đúng. Cái gì không đúng? Ông làm ơn đi một năm rồi tôi còn chưa giải quyết. Không phải chuyện này. Vậy là chuyện gì? Phụ bếp sao lại mặc quần áo của tiểu nhị? Người đâu rồi? Ngoan ngoãn mà ngủ ở đây đi. Mở mồm ngậm mồm đều nhắc Lưu đại ca. Cậu nghĩ làm như vậy vác vàng lên mặt Lưu đại ca à? Bị truyền ra ngoài đúng là mất mặt. Họ Lưu kia anh đuổi tôi ra khỏi đội, tôi sẽ khiến cho anh ngồi không yên.
hay hay. Hay hay lắm. Quá hay, quá hay. Báo cáo đại đội, hôm nay không người thân nào đến tiệm Thụy Ký. Đại đội trưởng chắc chắn là nó. Lo gì? Chỉ là hai đứa bác lộ, một đứa còn là con gái. Chặn cửa chính và cửa sau lại, không có mệnh lệnh thì không cho ai ra ngoài. Đại đội trưởng, cửa đã đóng. Việc bắt giặc anh cứ để chúng em lo, đề phòng chó nhảy ra. Khách mời ngày hôm nay không phải bạn bè thân thiết thì cũng là quyền quý ở Đông Phần. Nếu để bọn bác lộ ném quả lựu đạn vào thì tiệc của ta sẽ vô cùng sôi động. Dụ hắn ra hang. Hay hay lắm. Chỗ này trống, ngồi đi. Tôi ngồi được chứ? Ngồi đi. Ngài là vị nào? Tôi họ Dạ. Có qua lại làm ăn với đại đội trưởng thôi. Tôi hiểu. Từ ngày hoàng quân xây lô cốt ở Giảo Đầu Oa, việc làm của đại đội trưởng thôi ngày càng phát đạt. Bỉ nhân họ Vương, Vương Thiện Nhân. Sau này có vụ nào lời, mong anh giúp đỡ cho. Được. Nào mau lên, mau lên. Dẫn người vào đây. Mau lên, tránh ra, tránh ra, tránh ra. Mau lên. Người nào vậy, chuyện gì vậy? Không sao, hát tiếp đi. Xảy ra chuyện gì? Chuyện tốt. Bắt được ủy viên của bác lộ ở huyện ủy Đông Phần, giam ở Tây Viện. Lần này đại đội trưởng sắp thăng quan tiến chức. Chuyện tốt. Chuyện tốt. Bắt được ủy viên của bác lộ ở huyện ủy Đông Phần, đang giam ở Tây Viện. Chúng ta chờ xem kịch hay đi. Nhìn từng thằng trong đám bác lộ lẫn trong thôn ở huyện ủy Đông Phần phải rơi đầu. Cuộc sống chúng ta ngày càng im ấm. Đúng vậy. Nào uống đi. Yên tâm. Mồm Dư Thiện Nhân không ngậm nổi. Thích buông dưa như mấy bà thím. Không sợ tin không được truyền xa. Alo. Được. Xin chuyển lời tới ngài Hashimoto. Tôi sẽ tới ngay. Tiệc mừng thọ sắp tới bữa chính, đại đội trưởng định đi đâu? Hơn nữa bác lộ còn chưa bắt được, có quân tình gấp, cần ta lập tức tới chỗ ngài Hashimoto nhúng tóc. Chuyện ở đây giao hết cho ngươi, tuyệt đối không để bác lộ chạy thoát. Xin đại đội trưởng yên tâm, một khi bắt được tôi lập tức nói cho ngài biết. Đánh sập lô cốt Giảo Đầu Oa trong 7 ngày. Lưu Hàng Thạch đội cốt cán huyện ủy Đông Phần. Bọn bác lộ định làm cái gì? Có phải quân bác lộ đang phô trương thanh thế? Cáo thị đã dán rồi. Quân Đông Phần đều biết cả rồi. Nếu trong 7 ngày không thể hạ được lô cốt, khác gì bác lộ tự vả vào mặt. Tên Lưu Hàng Thạch này là người như thế nào? Theo tình báo, chỉ đạo viên đội cốt cán họ Lưu. Chẳng lẽ là hắn? Trong mắt đại đội trưởng thôi, người mặc áo khoác da đều là tham mưu trưởng ở núi Phần Lương. Sợ rằng có mưu đồ gì đó.
mấy hôm trước đội cốt cán đột nhiên hành động ở Lưu Gia Doanh ở Bắc Phần, rồi lại đột nhiên mất tích, giờ lại công khai dán cáo thị trên thành. Sợ rằng đây là một phần kế hoạch tác chiến mới của Bác Lộ. Có thể rất nhanh thôi chúng ta sẽ biết kế hoạch của bọn chúng. Rốt cuộc anh là ai? Tôi là ai không quan trọng. Anh tới cứu tôi à? Sợ là khó có thể cứu được anh. Quân ngụy vây kín lớp trong lớp ngoài. Vậy phải làm sao? Tôi là ủy viên tại huyện ủy Đông Phần. Cậu là cán bộ trung tâm tại huyện ủy Đông Phần à? Còn là ủy viên tổ chức chức to thiệt. Chắc chắn cậu có rất nhiều thứ đáng tiền. Để những thứ này không rơi vào tay bọn quỷ, nên là tôi chỉ có thể để anh hy sinh trong quá trình kháng Nhật. Đại ca tha mạng. Tôi không phải quân Bác Lộ. Tôi là phó ban trung đội một đại đội cảnh vệ tên là Thành Tử. Một nhúm tóc và thôi béo bắt tôi đóng giả, bảo là nếu có người tới cứu thì tên đó chính là Bác Lộ. Chỉ cần bắt lại rồi tới hoàng quân lãnh thưởng. Tôi nói thật mà. Cậu là Thành Tử. Thấy cậu thành thật như vậy, hôm nay tôi sẽ không giết cậu. Nhưng không thể tha cho cậu. Yên tâm, không còn chuyện của cậu nữa. Không hay rồi, cháy rồi, chạy đi. Mau chạy đi, cháy rồi. Bình tĩnh. Mau chạy đi. Mọi người cháy rồi. Mau chạy đi, cháy rồi. Đứng lại làm gì vậy? Cháy rồi, mau chạy đi. Cháy rồi. Chỉ đạo viên, bác sĩ đã nói họ đã mất một con dao mổ chiến lợi phẩm đạt được từ tay quân Nhật. Nếu tôi đoán không sai, chính người đồng hương đó đã sát hại Lý Đại Ngốc. Xem ra đặc vụ quân Nhật đã xâm nhập vào đội đặc huấn của chúng ta. Sao lại là bọn chúng? Chỉ đạo viên anh không nhầm chứ? Không thể nhầm được. Tôi và Lý Dung Nồi và Liên Hoa Lạc đã gặp tên Nhật đó, ngoại hình giống hệt. Không sai hơn nữa chức vị của thằng đó không hề thấp. Không ngờ trong phòng bệnh đã chứa tên quỷ. Cự ly gần như vậy mà để cho hắn chạy thoát, đúng là vô dụng. Lý Đại Ngốc đúng là ngốc thật mà. Sao lại cõng rắn vào nhà? Cho nó ăn, cho nó ở. Sao lại hồ đồ như vậy? Bọn quỷ đóng giả dân thường thâm nhập đại đội tập huấn là một tín hiệu nguy hiểm. Bọn quỷ đã hiểu cơ bản về tình hình chúng ta. Ta phải tăng cường phòng bị. Có một thông tin có thể xác minh, Triệu Truyền Kỳ vẫn chưa bị bắt. Có thể cậu ấy vẫn còn sống. Quỷ Nhật liều mạng tìm Triệu Truyền Kỳ để làm gì? Bất luận làm gì, chúng ta cũng không thể bỏ cuộc. Tiếp tục tìm kiếm hai người họ. Tìm cái gì mà tìm? Người đã chạy mất rồi. Giữa ban ngày ban mặt cũng không tìm nổi một. Làm ta bị ngài Hashi mắng xối xả. Đã thế còn bị đốt. Đây là tiệc mừng thọ kiểu gì chứ? Tôi nói, có phải ngươi thông đồng với Bác Lộ hại ta hay không? Đại đội trưởng có trời làm chứng. Một nhúm tóc tôi một lòng trung thành. Ngài bảo tôi giết bố mình tôi cũng không dám cãi lời. Chỉ có thể chứng minh ngươi là một kẻ ngốc. Sau lúc Bác Lộ hạ lính gác, tại sao ngươi lại? Đại đội trưởng tôi theo lệnh của ngài mà.
Lỡ bác Lộ có thủ pháo trong tay, tôi lại vội dẫn huynh đệ xông lên, thì lớn chuyện. Ban đầu tôi định cùng Thành Tử trong hướng ngoại hợp, không ngờ cậu ta bị bác Lộ đánh ngất. Đại đội trưởng chắc là cậu ta đóng không giống, bị bác Lộ phát hiện, phá hỏng kế hoạch tuyệt hảo của chúng ta. Thế tức là ta mắng oan à? Ngươi thông minh được chưa? Ngươi thông minh thì ta hỏi ngươi, đội có cán gián cáo thị nói sẽ hạ lô cốt giảo đầu oa trong vòng 7 ngày. Ngươi nghĩ có tí ít giác hay gián gió thôi. Lần trước quân Bắc Lộ đánh lô cốt dùng cả đại pháo, mà lô cốt giảo đầu oa có hề hứng gì? Nhưng mà tôi cảm thấy không yên tâm. Đại ô đó chi trưởng có gì không yên tâm? Nếu lô cốt sập thật thì người gặp xui là quân Nhật, liên quan gì tới chúng ta chứ? Ngươi hiểu cái gì? Nếu như lô cốt bị phá hủy thì Bắc Lộ không phải ngày càng lộng hành hơn à? Việc làm ăn của chúng ta bị ảnh hưởng, biết bao nhiêu lợi nhuận đều dựa cả vào lô cốt giảo đầu oa. Ngươi đúng là không hiểu gì hết. Đại đội trưởng, tôi hiểu rồi, ngài yên tâm. Tiểu Vương Trăng gần lô cốt giảo đầu oa nhất, nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ đôn đốc Tẩu Bất Động lập tức chi viện. Nhớ là nếu Bắc Lộ thực sự chạm vào lô cốt giảo đầu oa thì ngươi hãy đích thân dẫn quân chi viện, rõ? Đại ca, em thấy vụ cháy ở nhà tên Thôi Béo và vụ cướp súng cùng một người gây ra. Lần này chúng ta có chung suy nghĩ. Hơn nữa người này chính là người bảo vệ quả phụ. Tên của hắn là Triệu Truyền Kỳ. Thế thì đúng là phiền phức. Bác Lộ giỏi nhưng vẫn hiểu lý lẽ. Đại ca, anh thấy hắn muốn xông vào huyện Đông Phần là xông vào, thích đốt là đốt, muốn cướp là cướp. Đại ca, anh em chúng ta cũng phải cẩn thận. Ý mày là Triệu Truyền Kỳ không phải quân Bắc Lộ? Sau này có chuyện gì chúng tôi sẽ tìm cậu. Hy vọng cậu nói lời giữ lời, khuyên nhủ Tổ Bất Bất làm chuyện xấu. Sao mày không nói gì? Không thể nào. Theo tao biết, tên Triệu Truyền Kỳ đã tham gia đại hội tự vệ dân phòng Đông Phần. Nòng cốt của đội cốt cán Bắc Lộ chính là đại đội tập huấn. Thêm nữa, nếu tên họ Triệu đó không phải tên Bắc Lộ thì tại sao nhất định nhắm vào lô cốt của người Nhật? Dán xong cáo thị chưa? Yên tâm đi, bọn quỷ đã thấy từ lâu. Cậu Chúc Thọ Thôi Béo sao rồi? Tôi dám đảm bảo, cả đời này Thôi Béo sẽ không quên tiệc mừng thọ ngày hôm nay. Bọn quỷ làm sao bây giờ? Yên tâm, ngoại hình này dù sao cũng là người có mặt. Đi thôi, cản đảm đi về phía trước. Sao không đi nữa? Chạy. Ngài Ono có chuyện gì? Hắn ta đang ở đây. Hắn là ai? Đầu sọ quỷ Nhật. Lần này xong rồi, đây là ngõ cụt. Đừng hành động lỗ mãng, nếu không không ai chúng ta có thể chạy thoát. Tôi đứng yên. Tên đầu sọ này là người như thế nào? Hắn là ma quỷ, là ác mộng tương lai của chúng ta. Ngài muốn chúng tôi làm gì? Có nhìn thấy người đàn ông mặc áo gió vừa đi ngang chúng ta không? Xin lỗi, tôi không chú ý.